Xin chào, tôi tên là Thúy. Tôi có hai đứa con. Tôi chơi quần vợt và còn là một huấn luyện viên. Mấy năm trước đó, tôi bắt đầu có những triệu chứng là có máu trong phân. Nhưng tôi cứ nghĩ có lẽ mình không ăn đủ rau, không đủ trái cây và không sao, nó sẽ hết. Một trong hai người đàn ông và phụ nữ Úc sẽ bị chẩn đoán bệnh ung thư trước tuổi 85. Ung thư ảnh hưởng đến các tế bào trong cơ thể. Bình thường tế bào phân chia và phát triển một cách có kiểm soát, nhưng khi có việc gì xảy ra khiến các tế bào thay đổi, chúng có thể bắt đầu phát triển một cách không kiểm soát được. Ung thư là khi các tế bào phát triển một cách không bình thường và có thể lan trong cơ thể. Việc điều trị nhiều loại ung thư có tiến bộ liên tục. Khi nghe hai chữ ung thư, tôi không thể ngờ được. Tôi vô cùng sửng sốt. Ông nói, tôi rất tiếc cho bà. Cho bà hay bà lại bị ung thư ruột. Chúng ta không biết hết những rủi ro và nguyên nhân gây nên ung thư. Tuy nhiên, nghiên cứu y khoa cho thấy rằng thương tích hay sự căng thẳng không gây nên ung thư. Là một người xấu không gây nên ung thư. Ung thư không do các linh hồn xấu gây nên. Quý vị không nên sợ và tránh người bị bệnh ung thư. Thật ra, họ cần sự hỗ trợ và thông cảm của quý vị. Không có gì phải xấu hổ cả nếu bị bệnh ung thư. Chấp nhận và nói chuyện với những nỗi sợ hãi của mình, nên thành thật cởi mở với chính bản thân, gia đình, bạn bè, bác sĩ của mình và những người hỗ trợ khác để cảm giác thật của mình. Một số ít loại ung thư, tối đa 5% là do thừa hưởng những gen không bình thường, làm cho những bệnh ung thư khác nhau phát triển ở một số người trong gia đình, như ung thư vú, ung thư buồng trứng, tuyến tiền liệt, ung thư không lây truyền, ung thư trong gia đình không lây truyền khi ở bên nhau hay sống chung nhà. Sống lành mạnh có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Không hút thuốc hoặc bỏ hút thuốc. Giảm bớt thời gian ở ngoài nắng. Duy trì cân nặng lành mạnh. Hạn chế uống rượu bia. Ăn nhiều trái cây và rau cải hơn. Ăn ít thịt đỏ và thịt chế biến sẵn. Hãy luôn năng động. Quý vị có thể làm một số thử nghiệm sàng lọc để kiểm tra sức khỏe của mình. Thử nghiệm sàng lọc ung thư có thể giúp bảo vệ sức khỏe của quý vị qua việc phát triển sớm. Nên làm thử nghiệm lâm sàng, lọc ung thư ngay khi cả quý vị khỏe, mạnh, không có bất kỳ triệu chứng hay tiền sử gia đình mình có bệnh này. Ung thư không phải lúc nào cũng gây tử vong. Nếu bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, hãy nói chuyện với bác sĩ về việc bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt. Trải qua điều trị ung thư của tôi như một chiếc tàu lộn siêu tốc. Lúc thì ở trên cao, lúc thì xuống dưới thấp. Lúc năng động, lúc mệt mỏi. Lúc thì vui, lúc thì buồn. Điều trị ung thư sớm sẽ cải thiện sức khỏe và có thể tăng cơ hội quý vị sống lâu hơn. Nếu cách mấy năm trước, khi bắt đầu có triệu chứng, mà tôi có thể làm gì đó cho sức khỏe của mình, thì tôi có thời gian dài hơn sống sót với điều trị. Mỗi cuộc nói chuyện với các chuyên viên y tế của quý vị về ung thư sẽ giúp loại bỏ sự sợ hãi và xấu hổ thường đi liền với ung thư. Bài học của tôi từ sự chẩn đoán này là cần đấu tranh cho bản thân mình. Điều thử thách phải đối phó chính là mặt cảm xúc và tinh thần. Sức mạnh giúp tôi đương đầu với thử thách là từ gia đình và bạn bè của tôi, đặc biệt là nhóm chơi quần vợt. Bây giờ, tôi diễn giải lại các sự kiện, mong muốn được chia sẻ với mọi người tầm quan trọng của sự chăm sóc cho bản thân. Tôi có thể lấy thêm thông tin ở đâu? Thông tin và hỗ trợ về ung thư. Cancer Council, Hội đồng Ung thư, số 131120. Là một dịch vụ cung cấp thông tin và hỗ trợ kín đáo, miễn phí trên điện thoại ở mọi tiểu bang và lãnh thổ. Nếu cần giúp đỡ về mặt ngôn ngữ, hãy gọi dịch vụ, phiên dịch và thông dịch TIS qua số 131450. Các chương trình thử nghiệm sàng lọc quốc gia. Nếu cần thêm thông tin về các chương trình thực nghiệm sàng lọc quốc gia, hãy truy cập www.cancerscreening.gov.au, nói chuyện với bác sĩ quý vị hoặc gọi
National Bowel Cancer Screening Program, chương trình thử nghiệm sàng lọc ung thư đại trực tràng 1800 118 868, National Cervical Screening Program, chương trình thử nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung 1315 56, Breast Screen Australia, chương trình thử nghiệm sàng lọc ung thư vú 1320 50.